một cái sự rất là bất ngờ, bởi vì là mình ngày hôm đó thì nhận được cái lịch quay là từ khoảng 12 giờ thì mình anh có mặt ở điểm quay, thì đó là ở đường Nguyễn Huệ, thì hôm đó là có cảnh quay đua xe, thì anh đến quay bình thường thôi, thì không ngờ là có một cái bạn nào đó đã quay lại. Và sáng ngày hôm sau khi mà quay xong, thì có nghĩa là quay xong thì khoảng chừng 6-7 giờ sáng thì đi về rồi ngủ một giấc dậy, thì là đã đưa cái clip đó lên mạng, thì thấy là mọi người xôn xao, đưa lên trang chính của những cái trang mạng luôn. Nhưng mà cái clip đó hơi mờ cho nên là không thấy rõ được mặt của mình anh, và chỉ có một vài người thấy thôi, thì là mọi người không hiểu được là bữa đó là mình quay phim, bởi vì là trong cái màn hình điện thoại đó thì là không thấy một cái máy quay nào hết, chỉ thấy là mình anh đứng đứng trên xe múa may quay cuồng hú hét đủ kiểu, xong rồi xe chạy. Trong cái màn hình điện thoại thì là không có thấy máy quay nào hết, chỉ thấy là mờ mờ là một cô gái đứng ở trên cái xe, xong rồi cầm cái áo, mặc đồ rất là sexy, cầm cái áo mà đứng ở đằng sau xe người ta quay 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 cái áo mà hú hét đủ cái kiểu hết trơn á. Còn mấy cái xe kia thì là nẹt vô, nói chung là cái cảnh rất là náo loạn. Thì Quỳnh Anh thật sự ra là không biết nói sao hết, bởi vì là cái hình ảnh của mình từ trước tới giờ là hiền dịu, mà hơn nữa là mình cũng là một người có gia đình rồi, cho nên là mình rất là ngại cái chuyện đó. Thì sau khi mà cái clip đưa lên thì có một vài người người ta nhận ra được Quỳnh Anh á, thì người ta cũng gọi điện thoại, người ta hỏi rồi người ta share cho Quỳnh Anh coi, cũng tag Quỳnh Anh vào Facebook rồi này nọ, thì Quỳnh Anh mới nói là cái đó là chỉ là một cái cảnh quay trong phim thôi, chứ các bạn thử suy nghĩ xem, bởi vì là cái phố đi bộ á rất là nghiêm ngặt, không có thể nào, tại vì thường thường có khi là không cho, cũng có những cái giờ mà không cho xe hơi vào, thì làm sao mà có thể các bạn khi có thể tụ tập để mà đua xe mà nẹt vô kiểu đó trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà không bị gì đó. Thì khi mà anh giải thích xong rồi thì các bạn mới yên tâm, chứ còn không thôi là mọi người cứ nháo nhào lên. Trước đó thì anh tới xong rồi anh make up ở trong phòng thì không có nhìn cái không khí ở ngoài như thế nào hết, cái tới hồi và công an không biết là mọi người đứng ở đâu nữa, có nghĩa là ở ngoài khi mà anh make up thì ở ngoài đã set up sẵn hết rồi, và mình chỉ được tập tới cái lúc mà mình đua thôi, mình bước ra xe mình ngồi mình quay quay la la rồi chạy lên thôi. Mà tới hồi tự nhiên ở đâu ra nghe cái tiếng tiếng xe công an rồi tiếng mọi người hú hét la làng bỏ chạy, mình cũng hết hồn, mình cảm giác giống như là một cảnh thật vậy đó. Xong rồi là mấy anh công an đó mặt cũng rất là dữ tợn, mà các anh lúc đó là chắc cũng trời tối rồi, cho nên là các anh cũng không nhìn rõ mặt ai, các anh chỉ biết làm nhiệm vụ của mình, mà y như là một diễn viên chuyên nghiệp, không ngờ là không thể nào mà phân biệt được là công an thiệt hay là công an giả như thế nào, mà các anh cứ ngồi xuống bỏ tay lên đầu, không được nhúc nhích nha, cởi cái áo ra, rồi hết hồn hết vậy đó. Cho nên là mọi người chỉ tụ tập lại giống như là một cái buổi đua xe bình thường thôi, làm cho mình cảm giác trời mình giống như là một cái đứa hư thân mất nết thật sự.